Chiếc giếng này chính là nơi đã cướp đi sinh mạng của hai người đàn ông vào sáng 21 tháng 5 năm 2020. Theo lời kể của người dân địa phương, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, tại thôn Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, một người đàn ông 50 tuổi được một người hàng xóm nhờ xuống giếng nhặt con dao bị rơi trước đó. Khoảng 15 phút sau, không thấy người đàn ông xuống giếng quay lên, người nhờ nhặt dao tiếp tục nhờ thêm một người đàn ông khác 38 tuổi xuống giếng cứu giúp người dưới giếng. Tuy nhiên, người đàn ông 38 tuổi này cũng không lên được khỏi giếng. Sau đó, nhiều người đến và xác định hai người đàn ông ở dưới giếng đều đã chết nên báo cho cơ quan chức năng đến ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đã điều hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ đưa hai thi thể lên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.